Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải nè em ơi. Dư Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì nói chung là Khải Nguyễn Vinh cũng có hai hạt xe rồi nè, Bạch Ngàn Mây, Hạt Thủy Yên. Dư được hai cái lệnh bài boss nữ thần nè, với lại mấy cái lệnh bài boss xanh nè. Đó. Ok thì đó Khải mở ra xanh boss lệnh bài nữ thần cho anh em xem. Rồi tí nữa Khải về Ba Lan Hiền Khải đánh mấy con boss này nè. Rồi tí nữa Khải đi dèo dạo xanh boss sát thủ luôn cho anh em xem. Ok, đó, Khải đứng vào vị trí hết rồi Khải. Thả boss luôn. Thắng lần hai con quốc luôn em ơi. Rồi thì khai thả cho hai con bot nữ thần. Bot nữ thần thì thả chỉ được cho môn phái thôi nè, chỉ thả được môn phái thôi. Thí Hiền đứng sẵn chờ rồi, ok giờ chỉ việc thả thôi. Ngoài vô ghép chưa, còn vô ghép chưa. Rồi, ok thả. Rồi ok. Rồi đó, hai con viên đã chết rồi. Giờ không này cứ đánh thôi nè. Giờ đã khai đem đem động lên kết bùa xong. Rồi, cứ dọn thôi nè. Mười. Đó. Đánh con boss này hơi khó anh em, tại vì nó đa số là hầm mộng anh em ơi. Boss nó khá là mạnh. Chỉ cần sơ hở một tí, chặt một góc là xong thôi nè. Đó. Nhưng Khải phải đứng sẵn góc rồi. Bây giờ cái việc đánh thôi nè. Lên lên em đọc cách bùa anh em ơi. Rất đồ rất mớ tiền phải rồi. Rồi, bác lên đọc lên bùa. Rồi ok, từ từ nha. Phải cho người 10 lên chặn đường nữa nè. Phải cho người 10 lên chặn đường nữa nè. Đó, cái việc đánh thôi nè. Hiện tại bây giờ thì Khải cũng đã nâng cấp lên set mình bánh 11 rồi nha anh em. Sau vài ngày cố gắng thì cũng lên được set 11 nha anh em ơi. 3 này. Đó. 2 này. 3. Đó. Nhẫn 3, 1 nhẫn 3, 1 nhẫn 2 anh em. Rồi 1 dây chuyền 3, 1 ngọc bội 3. Đó. Đánh này tại vì chưa có bút nè. Chưa có bút là nó chưa lên đam. Khải đưa ngày 10 lên Khải tránh đường rồi, Khải cho em đọc cừu sát rồi vô bùa thôi nè. Khải bật ngày 10 cho lên ít máu rồi. Cho ngày 10 lên ít máu rồi. À, Phật tâm từ hướng rồi. Nãy không có máu là ngày 10 với em đọc đục một đục luôn nè. Rồi ok. Rồi đứng đó thôi, bây giờ thì hai con boss nó cứ nhắm vào con Thủy Yên Khải rồi. Giờ Khải lên Khải đứng nằm đọc bùa thôi em. Đó. Giờ nằm đọc lên nó bùa là xong. Đó vậy thôi. Đánh này khá đơn giản, biết cái đánh thì khá đơn giản thôi em. Như con Ngamui đang bị lắc. Rồi ok. Đó, đứng này bùa thôi em. Chuẩn bị bùa nha anh em, mình đang đọc bùa này. Vô bùa, 1 bùa, 2 bùa, 3 bùa, 4 bùa, 5 bùa, mất bùa luôn em. Đó, thân em thấy lên đàn chưa. Rồi, bắt đầu bùa giờ trướng. Trướng lên đàn được rẹt luôn nè. Ui da. Rồi ok, cái bùa mà nó trướng mất hai kia chất bồng nè, đóng rồi, đậu xanh. Ok, làm sao. Rồi anh em đợi chút nha em ơi, full bùa vậy. Cho cái lon lên phát. Đó, anh em đợi gần chết Khải giờ soi anh em xem nha anh em ơi. Mới được khoảng 10% thôi anh em. Anh em đợi khi nào chết Khải soi cho anh em xem nha. Cánh mình bắn luôn nha anh em. Trùng khá là nhanh em ơi, 20% rồi. Trùng cái này phải có góc đánh rồi chứ không anh em thả ra từ lưa bằng bí như hôm qua phụ trong em trong bang á. Ông thẳng ngay góc kia trời ơi đánh không được luôn nè. Bảo vòng không bùa được nữa chứ. Không bùa được nữa, nó chạy lon ton lanh tanh luôn, không lên đam được luôn. Đây đam 34K 17K rẹn nè. Nửa gần sắp nửa máu rồi. Đây không? Thấy nó giật máu không? Ngon lành không? Ngon lành cành đào. Ok, cuối cùng cũng máu vàng rồi em ơi. Máu vàng rồi, sau hơn 10 phút thì máu vàng rồi em ơi.
Chắc con này nếu mà đứng như thế này đánh nó khoảng 15 phút chết nè. 15 phút chết á. Bữa sau gom gom khoảng 50 con thẳng lần, ok nha. Vì hôm nay mình kẹp nó gốc lát rồi nè. Đứng việc đứng thôi, không làm gì hết. Trừ khi giờ ai ở ngoài đam vô một cái là trời ơi, nó đam tê tôi là chết hết luôn nè. Chứ một ngày mới chạy hướng rồi không cho nó xuống rồi. Là nó chỉ nhắm vào con thú yên thôi. Đó. Còn bên ngoài này muốn làm gì làm, đừng quýnh nó được, đừng quýnh chúng boss được. Thì vì quýnh chúng nó cái này nó quay lại, nó quýnh liền rồi nè. Đó, hiện tại giờ đang dưới thú yên thôi. Rồi, anh em đợi chút, khi nào chết boy lụm thực đồ được gì không nha. Anh em đang xem đừng quên nhọc like chia sẻ cho anh em ơi. Sáng nay thì Khải sẽ tiếp tục quất 4 lệnh bài boss này với lại đi sang boss sát thủ chơi nha anh em. Server đã có boss sát thủ luôn rồi nha. Rồi, boss sắp to rồi anh em ơi. Boss sắp to rồi, bị lầm đồ. Sang cái này thì chủ yếu tìm tại thị kinh và lăng một tật anh em. Thường mấy con này nó sẽ có nha anh em. Mấy con này boss nửa thằng nó sẽ có nha. Rồi anh em thấy lên đàm chưa? Máu đỏ. Còn 2 phút nữa chứ. 2 phút nữa chứ. Mong cho cuốn ran cuốn một lần một tật là thơm anh em. Một lần một tật tại kênh là ok. Cắn nhạc chết luôn rồi đẹp. Hai con chết một lúc luôn ấy. Mắn là hai con này hợp mộng nó đánh kiểu skin bạo vũ lợi ho nè. Như con boss nó tiểu, như con boss nó đường mông tiểu đường môn á. Đằng nó gấp có tưởng không có là xong. Cố gắng làm bộ tại kênh Vlog một tình là thơm lời lương. Ôi mất đam rồi, tự nhiên di chuyển mất đam chứ trời, ảo gì chứ. À, rồi bây giờ mấy cửa lon vào cánh cho nó có may mắn luôn nè. Cánh may mắn luôn à, ok. Cánh may mắn nha anh em. May mắn nè. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. Đó, ok. Rồi, bỏ bây giờ đi. Kéo may mắn thôi, cho kéo may mắn thôi nè, cho vui thôi. Cho nó sáng sáng trên đầu cho nó đẹp thôi. Đó. Kết thúc vẫn là Thí Yên nha nè. Vẫn là cho Thí Yên kết thúc nha. Tại vì Thí Yên đang xếp mình bánh nha. Xếp bánh 11. Đó. Nhật đồ. Vẫn là một tờ tài thị kênh. Hôm trước xanh với anh em trong bang được một cuốn tài thị kênh nè. Xanh một con đầu tiên được tài thị kênh. Biết hai con này được gì không đây. Cố gắng ráng vào lăng một tờ tài kinh là ok anh em ơi. Bột chết, bột chết, bột chết. Một con à, chưa, 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 gần chết rồi, gần chết rồi. Gần chết rồi. Lâm tiền vào lăng một tờ tài kinh. Vào lăng một tờ tài kinh.
Ôi chết, mà nó không thể kinh. Trời, tránh máu luôn rồi, chưa chết kìa nè. Xong rồi đi thả bốn con boss này ở Ban Lăng Hiền kìa nè. Đây. Trời ơi, không có bạn. Ui, còn đồ kìa. Nhìn đây. Mình những gì vậy? Oh yeah. Ôi, 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 một bộ và lâm tờ tái kênh em. Trời ơi, thơm. Rồi, hơi, cái này phải xanh. Một tiếp là bài boss xanh tiếp anh em ơi. Ngon. Hãy nhận khăn máy đồ xanh thì có gì hết rồi nha nè. Độc sắc 23 đồ các kiểu ghê chứ. Dây ngọc bội. Trời ơi, đồ xanh cũng khá đẹp luôn nè. Xanh khá đẹp luôn nè. Mới kiếm có cái nào tóc sắc thương không? Tóc độc sắc không? Nón nè. Dây nè. Ngọc bội xanh lục cũng cao nha. Độc sắc nè. Độc sắc. Ôi, mấy cái độc sắc đẹp ghê luôn mà không có tóc nè em ơi. Chủ yếu mấy cái kiếm rồi. Nón nè. Rồi, hai cái vũ khí này. Độc sắc này. Ồ, ở độc sắc cao không phải giỡn nè. Ngọc bội. Ngọc bội. À, hết rồi. Ba cái mố này, ngọc bội này. Không lôi. Trời ơi, được bộ long tịch ngon quá nè em ơi. Thơm. Được, cái này phải mua đánh tiếp là hợp lý. Bộ long tịch này tầm này kiếm được ba kim hơn là anh em. Trời ơi, quá thơm luôn, như bằng nhựa. Quá may mắn luôn nè, đại lực, phía tóc, da màu hồng. Ok, tiếp tục Thảo sẽ đi sang 4 lần bài boss này như nè. Còn mấy cái này, mấy cái độc sắc nè. Độc sắc nè, mấy cái không có tóc nè. Tóc là ngon luôn nè. Còn kiếm mà. Độc sắc. Như nãy được 5 cây kiếm. Hai con boss được 5 cây kiếm. Nó đổ nó ra như bút tiểu rồi, nó không khác gì luôn. Rồi ok. Vì Ban Hiện giúp boss thêm nè em ơi. Ngon quá. Ok anh em ơi, còn 4 con ra góc này thả luôn anh em ơi. Ok. Rồi. Đợi nghe mì xuống như em đọc xuống nữa. Đánh được rẹn rồi nè. 4 con nha anh em ơi. Tiếp tục. Đó, vừa rồi đồng bộ và long tịch tại kênh với lại 4 bao thiết hoàng anh em. 4 bao thiết hoàng. Ok. Đó anh em đọc vô được cách bù được rẹn rồi nè. Nói chung ở này thì không xanh rất là nhanh thôi, nhưng mà cái bán đồ nó vỡ đồ hơi lâu, tại vì cái bảo lòng vỡ đồ là phải phì phù về tương dương bán, nên là phải ít xanh ngoài này, cho xanh ngoài này cũng khá là nhanh, trưởng luôn này, trưởng nhanh lên đam, đó trưởng nhanh lên đam rồi nè, đọc trưởng nhanh lên đam lắm, đánh này 4 con được rẹn luôn nè, hiện tại bây giờ khả năng đánh 3 con thường 4 đặc biệt như nè, đó rẹn. À, nó lên đàm rồi, nó lên đàm gờ chưa? Nó lên đàm gờ chưa? Hai con kim rồi nè em ơi. Cố gắng kiếm cầu khí là ngon rồi. Rồi con họ chết trước. Họ chết trước. Một ngọc bội, một dây chuyền. Ok. Ra làm đồ nè. Ra làm đồ anh em ơi. Nó không vậy. Tất cả. Ok. Ba ngọc bội em ơi. Trời ơi. Ôi, một ngọc bội 540. Wow, có tiền rồi em ơi. Trời ơi, lâu lắm rồi mới được ngọc bội. Ôi, 2k40 luôn. Woo. Trời ơi, ngon quá em ơi. Trời, có vài ca đánh ngon quá em ơi. 2k40 luôn em ơi. Ok. Kim này, con kim chết rồi em ơi, con kim chết rồi Khải. Uống hết mana đó. Trời ơi, 2540, má hôm nay hơn vậy. Ok, uống hết rồi em ơi. Uống hết nó nhặt luôn. Trời ơi, đau, hai cái đau kim. Đau, ok. Rồi, về thành bó đồ này em ơi, hết đồ nha. Ngon lành canh đau. Hai con ở kim, hai cái đau luôn nha anh em. Áo sốt, áo mộc. Nón kim. Nó áo mộc shop luôn. Rồi hai cái hộp kim này. Hai cái hộp kim này. tóc sắc thương. Áo kim. Trời ơi một dòng. Trời ơi cái đau đầu độc sắc cái chín này vậy.
Ai cha, bà anh ơi. Trời ơi. Đào kim nó không có gì shop này. Ngọc bội sức mạnh 14. Ngọc bội này shop luôn. Sức mạnh 7. Trời ơi, được 2 cái 540 đẹp quá anh em ơi. Quá đẹp luôn. Trời ơi, con gì vàng đánh có một con đặc biệt, 4 con thường anh em. Trời ơi. Tiền về. Tiền về anh em ơi, cái nào cũng đẹp hết. Trời ơi. Quá thuần. Quá thuần anh em ơi, 2 cái 540. Quá đẹp. Này sức mạnh ở kích đồ, này sức mạnh ở kích đồ rồi. Ngon quá. Này kích đồ này. Đó, thơm chưa anh em? Thơm chưa? Quá may mắn luôn. Quá đã luôn. Một mấy này tới tiếp. Đào mộc. Đây, đi sang tiếp boss sát thủ anh em ơi, đi vào tiếp boss sát thủ Trung Quốc anh em ơi. Ok, nhận nhiệm vụ anh em ơi. Thấy con boss rồi, mới thấy con boss rồi. Quốc con mộng anh em ơi. Em cũng mộng anh em. Let's go. Mang mày quái, từ từ xíu mang quái. Khả năng tạo đường môn nữa nè, có đường môn mà đánh nhanh lắm nè em ơi. Đường môn phụ đam cực kỳ nhanh luôn. Bổ cho năm động này. Cố gắng kiếm ít đồ sư phẩm nữa coi. Cánh cục đại lực luôn, vuốt gió lệ. Lâm độ. Trời, một con mộc đúng một gia truyền vãi lên. Trời, một gia truyền đậu xanh gì nhìn trắng đời vậy. Ok, con khác nè mày. Tụ nè mày, làm con đi theo mày. Con xe con mộc luôn. Được đấy. Sao quấn mít ta? À, ok, lên đây. Rồi, lượm đồ. Trời này em con kia có một đúng một giường một nè. Áo thì chứ.
áo, một phi đao, một nón. Phi đao đọc sắp 4, 7 nhìn. Đại lượng thắng lâu 20. Ok. Ai, tiếp tục anh em ơi. Quốc Long hồi kia anh em ơi. Này có đường môn phụ giống nhanh lắm. Có được năm độc phụ cũng được. Độc phụ cũng ok thôi điều. Bây giờ chết thì yên rồi mà. Năm độc cũng phụ tốt. Những thằng kim luôn em ơi. Đâu, có kiếm cả sự phản tóc sắc thường ai. Xanh bữa giờ không từ đầu server đến giờ mấy server khác nhỉ, chưa có cái nào cây nào mà mình xanh tóc sắc thường nữa nè. Tổng phải mua. À, hôm nay lên đam 90k đánh nhanh này. Quá nhanh này. Dẫn thì hôm nay đọc bùa đánh được rẹt. Ừ, một tay một áo. À, tiếp cùng khác này mà. Liên kinh thái. Ở liên kinh thái này muốn rồi. Vạn hồ tinh. Vậy như hết mình bánh luôn. Rồi được gì rồi. Áo kim. Ừ, bao tay kim cũng được đấy. Trời, áo kim không có phục hồi. Áo đẹp gơ, bạn hồ tinh em ơi. Trời, áo đẹp gơ luôn, không có phục hồi trời. À, giấc anh em ơi. Vô bùa. À, chuyển ngoài cái lên. Lên đam. Ông nội này đứng phát, phát, phát. Ok. Này cũng thổi rồi nè. Thổi đánh hơi lâu. Thế cũng kỳ hợp. Nè, có một bọn, có một nằm động phủ đánh khá là nhanh. Nằm động là chưa mất kêu, mất kêu phủ nhanh nữa nè. Mất cái một điểm kêu à. Luyện lâu vài đái luôn, luyện gì mà cả tiếng hồ mới 7, 5-7%. Con nằm động thì khá là lâu. Nguyện suốt kiếp sống trong âm thầm những tình
Xong bot này, xong bot này anh em ơi. Rồi, xem con bot này anh em ơi. May mắn này. Một này, hai này, ba này, bốn này. Trời, thổ trâu gớm. Ừ, một nhẫn. Phù gì. Một nhẫn, một áo, một nón nữa. Nhẫn thổ nữa, anh em ạ. Nón xốp. Quần bạc nón xốp luôn nè. Trời, nhẫn thổ lên 30. Tháng bao. Ok, 1, 2, 3, 4. Này nhớ nè ơi. Sống như sông. Này nhớ xong được 4 con rồi. Này thì 4 con nữa xong rồi mà. Dạo này mua ít máu nào, tiếp tục anh em ơi, tìm boss tiếp tục. Làm con thổ anh em ơi. Thổ đánh hơi lâu rồi, ai cũng thấy mệt này. Thổ với kim. Bye.
Kiếm như chuyện khác cả thủ anh em. Giày thổ ai giày thổ áo thổ hai món trời. Trời trời rắc đúng hó này mày. Hó này đánh nhanh. Go away. Go away. Gớm quá lần phá tiếp rồi nè, cho lên bờ cà đi nè mày. Rồi cũng quá sợ quá.
Ngoài xanh thì có chuyện. Xanh con mẹ mày.